Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà duy nhất không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài. Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ ôm yêu. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài một đời. Bây giờ mọi cách phiêu du, con tìm về chốn cũ. Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ. Để từng chiều lành nghe lòng con càng thương nhớ, con gọi thầm